Ok, xin chào tất cả các anh chị em ở khắp nơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ xin chia sẻ với các anh chị cái cách làm home meeting. Thực sự trong cái kinh doanh của mình theo cái hệ thống và những cái sự kiện đó các anh chị thì chúng ta cũng biết rằng là one on one, tức là những cái buổi gặp gỡ một một là những cái buổi quan trọng nhất. Tại vì từ đó thì chúng ta mới gặp gỡ, mới giao lưu, mới chia sẻ và giải thích. Và trong cái sự kiện của mình thì ngoài one on one thì chúng ta còn những cái sự kiện khác. Ví dụ như là chúng ta có những buổi hội thảo mỗi tuần, có những cái buổi product expo, salon night, có những cái buổi họp của công ty, có những cái buổi success summit hay là vươn tới vì sao vân vân. Tức là có rất là nhiều cái sự kiện, và trong những cái sự kiện đó thì home meeting cũng nắm phần rất là quan trọng. Người ta nói rằng là với cái thời buổi hiện nay, khi mà internet rồi điện thoại rồi đủ thứ khác đó nó nằm trong cái tầm tay của mình đó, thì họ nghĩ rằng có một số người nói rằng là có thể mình không có cần tới những cái phương tiện mà cổ lỗ sĩ như là những cái buổi họp ở nhà nữa. Nhưng mà thực sự đó các anh chị, trong cái kinh doanh này, đặc biệt là trong kinh doanh này đó, thì những cái yếu tố con người vẫn là quan trọng, và chúng ta cần phải nhìn thấy nhau, chúng ta phải đối mặt nhau, và đặc biệt là sản phẩm chính bản thân họ họ phải sờ mó được. Hay nói là những cái buổi home meeting đó nó rất là quan trọng. Và ngày hôm nay em muốn hướng dẫn với các anh chị làm sao mình có thể áp dụng những cái home meeting này một cách hữu hiệu nhất. Và đây là một cái sự hướng dẫn chung, và các anh chị sẽ dùng cái cách này để chúng ta có thể áp dụng ở những cái nơi, ở những cái nhà của mình. Thứ nhất, cái mục tiêu của một cái home meeting đó là gì? Cái mục tiêu của nó đó là mình giới thiệu về công ty, mình giới thiệu về sản phẩm, mình giới thiệu về chính sách trả thưởng, và mình giới thiệu về cơ hội. Hay là những cái buổi ở nhà, có những cái buổi ở nhà đó là một cái buổi đơn giản nhất, là chúng ta chỉ giới thiệu sản phẩm thôi. Nhưng mà có những cái buổi khác chúng ta sẽ giới thiệu cả công ty, sản phẩm, chính sách trả thưởng và cơ hội. Nếu chúng ta mời một số người bạn bè tới nhà để chỉ giới thiệu sản phẩm thì đó là một cái buổi đơn giản, chỉ là giới thiệu những cái sản phẩm mình đang có cho những cái người bạn của mình. Ví dụ người bạn mình quan tâm tới cái vấn đề sức khỏe thì có thể buổi đó chỉ là một cái buổi chia sẻ về sức khỏe mà thôi. Hoặc là có những người bạn quan tâm tới làm đẹp thì có thể những cái buổi đó mình mời những người bạn tới để được làm đẹp mà thôi. Tuy nhiên để được giải thích chung và chúng ta có cái tầm nhìn bao quát thì chúng ta sẽ nói rằng là cái buổi home meeting, cái mục tiêu của nó là chúng ta có thể giới thiệu về công ty, sản phẩm, chính sách trả thưởng và cơ hội. Và đó là cái mục tiêu của mình. Thì cái chương trình của chúng ta đã ăn làm một cái chương trình sơ lược cho các anh chị có thể thấy. Ví dụ chúng ta có thể bắt đầu 7 giờ rưỡi tới 8 giờ đón khách giao lưu. Rồi từ 8 giờ tới 8 giờ 30 chúng ta chia sẻ. Rồi 8 giờ 30 tới 9 giờ chúng ta sẽ làm demo, làm những cái chứng minh những cái sản phẩm, và 9 giờ tới 9 giờ 30 chúng ta sẽ hỏi đáp, có phần hỏi đáp và kết thúc. Vậy thì theo những cái chương trình này, cái quy trình này đó thì nó bao gồm 4 bước. Bước thứ nhất là đón khách và giao lưu, thứ hai là chia sẻ, thứ ba là demo và thứ tư là kết thúc. Và cái hình thức chúng ta làm đó thì chúng ta muốn làm cho nó đơn giản. Vậy thì trong cái bước thứ nhất đó là đón khách và giao lưu, nó bao gồm những cái việc nào? Thứ nhất, chúng ta nên ăn mặc tươm tất. Chúng ta không có thể nào mà mời khách tới nhà để rồi mặc đồ một cách bừa bãi được. Chúng ta nên ăn mặc tươm tất, và cái thái độ của chúng ta phải nhã nhặn và lịch sự, và luôn luôn nói những cái điều tích cực. Đây không phải là cái lúc mà chúng ta chê bai hay nói xấu, chúng ta luôn luôn nói điều tích cực. Thành ra chúng ta không nên làm một cái gì gọi là tiêu cực, không có nên cằn nhằn, không có nên trách móc, không có nên nói tại sao người này bây giờ chưa tới. Thành ra là chúng ta nên để ý chuyện đó, và chúng ta đừng có dùng những cái từ chuyên môn. Upline và downline là những cái từ mà tuyệt đối chúng ta phải bỏ và không có dùng ở trong cái môi trường này. Những người mà chúng ta có thể gọi là những người business partner, những cái đối tác kinh doanh thì còn được. Upline, downline là những cái danh từ mà người khác không có hiểu. Thế nên là chúng ta sẽ không có dùng những cái từ đó. Và ở trong cái giai đoạn đón khách và giao lưu này, nó rất là quan trọng cái gì? Tại vì nhiều khi đó, chúng ta cái ý chúng ta ý rằng là chỉ khi nào vào cái phần thuyết trình hay là phần demo mới quan trọng, còn cái phần đón khách giao lưu thì không quan trọng. Thực sự có thể nói rằng đây là cái phần quan trọng nhất trong những cái quy trình kế tiếp, là tại vì khi một người tới nhà mình mà mình không có đón tiếp họ một cách kỹ lưỡng thì khi mình đã thiếu thiếu cái tư cách và thiếu cái vai trò của một người chủ rồi. Và những cái buổi home meeting đó thì bây giờ cũng nói cho anh chị để ý đó, là những cái buổi home meeting không phải là những cái buổi họp mặt lớn các anh chị, tức là có những cái buổi giao lưu bonding lớn và có những cái buổi home meeting. Thì ngày ngay đây đó anh chỉ nói với các anh chị là những cái home meeting này là những cái home meeting rất là nhỏ, giới hạn số người từ 6 tới 10 người, gồm chủ nhà, một vài người được khách mời, một vài cặp khách mời,
và có thể là một vài người trong đội nhóm của mình để hỗ trợ, trong đó có thể là có là người người sponsor upline của mình, một người leader của mình để họ có thể hỗ trợ mình. Thế là trong một cái khung cảnh rất là ấm cúng và nhỏ chúng ta làm cái này. Một lát anh sẽ nói rằng là anh sẽ nói với anh chị cái lớn hơn, nhưng mà bây giờ là cái rất là nhỏ. Thành ra là nếu mà cái môi trường nhỏ như vậy thì cái trách nhiệm của mình là người chủ nhà, hoặc là trách nhiệm của mình là một người leader hay là một người tới hỗ trợ, thì mình nên cũng ăn mặc tươm tất, thái độ nhã nhặn lịch sự và có thái độ tích cực. Và chúng ta nên tìm cách làm quen với tất cả những người tới ngày hôm đó và làm thân với họ. Và để rồi sau đó chúng ta đi qua cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn chia sẻ. Các chị nên để ý này, cái người khách mời tham gia với chủ nhà chứ không phải là tham gia với người leader, không phải là cái người khách mời, không phải là cái người mà sponsor. Chủ nhà, thành ra là chủ nhà nên nắm cái vai trò quan trọng và mình nên chuẩn bị cho người chủ nhà, và người chủ bàn chủ nhà nên chuẩn bị cái vai trò của mình. Khi mà mình bạn bè mình tới, những khách mời của mình tới, thì mình tuyên bố cái lý do của buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Ngày hôm nay các chị tới đây vì các chị được mời tới để tìm hiểu về những sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, hay là ngày hôm nay các chị được mời tới để tìm hiểu cách làm sao mà có thể có thêm thu nhập phụ trội, vân vân. Và sau đó, sau khi tuyên bố lý do, cảm ơn họ đã dành thời gian tới, thì chính bản thân chủ nhà nói lý do tại sao mình tham gia Nu Skin. Và khi mà nói đó rất là đơn giản, tên họ đã biết, thì các anh chị có thể nói rất đơn giản: lý do tôi tham gia Nu Skin là tại vì tôi đã sử dụng sản phẩm và thấy sản phẩm rất tốt và tôi muốn chia sẻ sản phẩm với những người khác. Hoặc là mình nói rằng tôi tham gia Nu Skin là tại vì trong những công việc cũ không, nó có quá nhiều giới hạn và không mang lại cho tôi những gì tôi muốn, thành ra là tôi muốn tham gia Nu Skin để có thể có cuộc sống tốt hơn. Tức là cái vai trò người chủ nhà mình chia sẻ cách rất là ngắn gọn, rồi sau đó mình giới thiệu người thuyết trình, mình đề cao người thuyết trình để người thuyết trình có thể giải thích cho những người bạn của mình trong phòng trong nhà đó. Hoặc là nếu mà không có người thuyết trình đấy các anh chị, thì các anh chị có thể mở những cái video. Các chị để ý là trong cái môi trường nhỏ từ 6 tới 10 người, các anh chị có thể mở bằng máy vi tính cũng được nếu cái màn hình của anh chị không quá nhỏ. Hay là mình có thể mở một cái bài video chia sẻ cơ hội, rồi sau đó mình có thể là nhân chứng của sản phẩm, người hoặc là một vài người trong phòng đó có thể là nhân chứng của sản phẩm, hoặc là mình có thể mở một vài video gọi là product testimonial, là những cái nhân chứng về sản phẩm, họ đã xài sản phẩm có kết quả thế nào, để giúp cho người bạn của mình có cái niềm tin. Rồi sau đó chúng ta qua cái phần thứ ba là chúng ta phần demo. Demo tức là một cách là chúng ta muốn cho người ta thấy rằng là sản phẩm của mình có kết quả. Cái demo ở phía trong là chúng ta demo bằng Life Pack Nano, bằng G3 và bằng những cái trái cây. Còn demo ở ngoài đó thì chúng ta sẽ dùng 180, dùng các và so sánh với các sữa rửa mặt khác. Chúng ta có thể demo với máy Facial Spa và Galvanic Spa, và chúng ta demo với True Face Session Ultra và Cleanse and Tone. Những cái phần này rất là quan trọng các chị, một cách rất là nhanh chóng. Ngày hôm nay đó, mình cũng muốn giải thích thêm chi tiết cho một chút, tại vì nhiều khi anh thấy các chị làm demo mà không có đúng. Khi mà các chị làm demo với Life Pack Nano và G3 và những cái trái cây đó để chứng minh là cái tầm quan trọng của thực phẩm chức năng, thì nó rất là quan trọng khi các chị giải thích. Thường thường trong cái phần demo của Life Pack Nano hoặc là nước gất G3 đó, thì các chị dùng nước ở trong robinet, tức là trong vòi cái gì nha, và các chị mỗi lần mà các chị đi đâu mà các chị làm gì đó thì các chị hãy làm ơn thử trước khi chúng ta làm thật. Tại vì nhiều khi chúng ta tới đâu nơi nào đó chúng ta cũng có thử nước trước, rồi chúng ta bỏ 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 cái chlorine, cái chất chlorine vô, rồi nước nó không có chuyển màu. Các chị bỏ thuốc đỏ vô nước không có chuyển màu và chúng ta không hiểu tại sao, nên chúng ta nên thử trước và chúng ta nên giải thích đúng. Cái gì là cái gì phải học cách giải thích đúng. Thì ngày hôm nay thì các chị có những cái video và có những cái tài liệu tôi đã hướng dẫn cho các chị là làm sao để giải thích đúng những cái demo này, các chị hãy coi lại những cái đó. Nhưng mà trong cái phần demo này chúng ta làm đơn giản nhanh chóng những cái demo này, và chúng ta cần phải chuẩn bị trước tất cả những cái gì chúng ta cần để mà làm demo phía trong và phía ngoài, ok? Và trong cái phần đó thì cái người leader của mình có thể giúp mình. Và sau khi mà chúng ta làm demo thì chúng ta sẽ quay lại để kết thúc bằng cách là chúng ta giải thích cách kiếm tiền. Chúng ta có thể giải thích thêm những cái promotion mà hiện tại công ty chúng ta đang có. Chúng ta có thể giải thích cách bắt đầu là người bạn của mình có thể trở thành khách hàng hay là muốn làm kinh doanh. Và chúng ta cảm ơn những người đã có mặt. Thì sau cái phần đó, thường thường đối với người Việt của chúng ta thì phần này nó khá quan trọng. Người Mỹ thì không có cái phần sau này, nhưng mà người Việt luôn luôn có. Đó là cái phần đoạn gọi là eating after the meeting, tức là ăn uống sau khi hội thảo. Thì trong cái phần này chúng ta ăn uống giao lưu, chúng ta là trả lời những câu hỏi, và nếu mà những cái câu hỏi nào mà người ta hỏi mình không có biết á, thì mình đừng có ráng mà trả lời các chị hãy nhờ người leader của mình trả lời hoặc là tìm cách khác.
Và chúng ta ở cái giai đoạn này chúng ta có thể đo máy máy scanner S3 và đo cái cân Amron. Và trong cái thời điểm này chúng ta vẫn có thể tiếp tục cho họ trải nghiệm thêm sản phẩm. Và nếu mình nếu ở lúc đó có những người bạn của mình, tức là có những người đồng đội của mình ở đó, thì đây là cái lúc mà chúng ta giúp cho những người khách mời quyết định một cách nhanh chóng hơn để họ có thể sử dụng sản phẩm hay là họ có thể tham gia. Một số anh chị em cũng có thể chuẩn bị những cái bước sau đây. Tức là sau cái phần mà giới thiệu, các chị nên để ý ha. Khi mà khách mời tới đó, các chị chỉ nên cho họ nước uống và một cái gì đó chờ thôi. Các chị đừng có đem thức ăn ra bày ra đó các chị. Tại vì khi người ta bắt đầu ăn, đặc biệt là khi người ta uống những cái thức uống mà có cồn ha, bia hay rượu đó, thì còn khó để mình nói chuyện. Thế là các chị nên nhớ là những cái phần ăn uống mà gọi là long trọng đó, các chị phải chờ sau, sau cái buổi hội thảo, không phải trước, không phải trong lúc các chị nha. Phải sau. Trong cái lúc đó chúng ta chỉ tập trung làm một cách rất là nhanh chóng, giới thiệu, nói chuyện và làm demo một cách nhanh chóng để đi qua những cái này. Và để làm thêm hơn nữa đó, thì các chị có thể chuẩn bị thêm một bước này. Tức là khi nào mà các chị có những cái buổi home meeting đó, các chị có thể báo với những người leader của mình ở xa trước, nói với họ giờ nào các chị làm và báo cho mình biết trước, là báo cho người leader biết trước là ok, nếu mà tối nay tôi cần liên lạc thì anh làm ơn bắt phone. Và cái người apply họ có thể chuẩn bị. Và một trong những cách hay nhất để các chị có thể kết nối và cho người apply của mình vào, người sponsor của mình vào, là dùng Fuse hoặc là dùng Skype mà các chị nối vào cái màn hình lớn và có âm thanh rõ ràng. Để lúc đó đó, cái người khách mời của mình có thể thấy những người leader ở xa và có thể dùng cái phương tiện này để chúng ta có thể làm việc và đặc biệt là trả lời những câu hỏi. Những cái thứ cần chuẩn bị là cái gì các chị? Thứ nhất là các chị cần có những cái đồ ăn nhẹ ha. Những cái đồ để mà thử thử là thử chất chlorine ở trong nước, cái cá chai nó gọi là chlorine indicator, một anh sẽ cho cái gì coi hình, hoặc là cái thuốc đỏ iodine. Các chị cần phải có thêm một vài chai sữa rửa mặt các hãng và dĩ nhiên là sữa rửa mặt 180 của mình. Các chị phải có máy facial spa hay là galvanic spa tùy thị trường các chị đang ở, và dĩ nhiên là phải có những cái gel đi kèm. Các chị nên có cái Elux Gentle Cleansing Tone, rồi cái máy biophotonic scanner, cái cân Omron scale. Các chị phải có Lipak Nano, nước gấc chi tuy. Ví dụ nhiều khi mình làm những cái facial demo thì các chị nên có kẹp tóc hoặc là băng đô sẵn, rồi có gương, có chậu, rồi bát nước. Và các chị có Elux True Face Ultra để mình có thể làm demo một cách nhanh chóng. Và thêm vào đó đó, các chị nên cần có những cái bản hợp đồng có sẵn hoặc là cái đơn đặt hàng. Để mà khi người đó sẵn sàng đó, thì mình có thể kêu họ điền thông tin đó trước khi chúng ta bỏ máy vào máy vi tính. Tại vì nếu mà ngồi họ chờ đó, lỡ mà tới giờ đó họ phải về, họ về mất, thì ngày sau có thể họ đổi ý cái gì. Nên là cái gì đây có những cái đơn này. Cái đơn này chúng ta có thể in ra từ cái trang web của Nu Skin. Nó gọi là International Distributor Agreement ha. Và đặc biệt là hiện tại bây giờ chúng ta có những cái sự kiện kế tiếp, thì các chị nên có với những cái vé sự kiện này để chi, để mà chúng ta có thể mời những người đó họ đi tham dự sự kiện ngay lập tức. Và nếu chúng ta có thêm những cái tài liệu thì chúng ta nên có ở đâu đây ha. Cái những cái chai chúng ta có thể dùng để sử dụng để mà test đó, là những cái anh hay sử dụng, anh ra ở bên Mỹ thì anh vào những cái tiệm mà bán đồ bơ đồ đồ hồ bơi đó các chị. Các chị có thể mua cái loại nó đề là chlorine indicator mà nó đề là R0600, hoặc là các chị có thể order cái trái này là OTO1 á. Thì mấy cái này là những cái mà nó test cái chlorine, tức là nếu mà trong nước có chất chlorine thì khi các chị nhỏ và những cái này vào nó sẽ chuyển thành màu vàng. Và các chị có thể test cái vitamin các chị ha. Đồng thời các chị ở cái cân Emron, cái máy scanner. Và cái gì nên trưng bày những cái sản phẩm đẹp đẽ ở trong cái phòng của mình, trong trong cái gia đình, đặc biệt là trong phòng khách của mình cái gì ha. Tại vì các chị biết đó, là nhiều khi khi mà khách mời tới đó, mình cần phải có những sự trưng bày đẹp đẽ mới được. Có một cái anh thấy đó là nhiều khi chúng ta làm home meeting đó mà chúng ta không có chuẩn bị chu đáo, sản phẩm chúng ta không có những cái đồ test chúng ta không có, nói chung là tất cả những cái gì chúng ta cần đó chúng ta không có và chúng ta không có thử trước. Ví dụ như là âm thanh vào tivi chúng ta cũng không có kiểm tra, máy tính vân vân chúng ta không có kiểm tra thì khó để mà đạt được kết quả. Thì những cái bước mà chúng ta cần phải nhớ đó ha, là chúng ta nên chuẩn bị những cái món thức ăn đơn giản và dễ làm. Ok, đơn giản dễ làm tức là đừng có cầu kỳ. Nhiều khi ở gia đình người Việt chúng ta tự mời khách tới đó, chúng ta nấu 5 7 món rất là phức tạp. Nếu mà món ăn phức tạp đó, thì người khác người ta cũng chẳng muốn làm những cái home meeting. Thế nên là mình làm đơn giản để người ta có thể nhìn vào đó, người ta nói à, cái này thì về nhà tôi cũng làm được. Mình nên tôn trọng khách mời, tức là khi khách mời tới mình nên tôn trọng và có thái độ nhã nhặn với tất cả những người đó. Và nếu mà chúng ta mời người nào mà họ không có tới đó, chúng ta đừng có bực dọc, đừng có trách móc các chị ha. Và chủ nhà là cái người mà nên bắt đầu và chấm dứt. Tại sao các chị?
Tại vì một lần nữa, khi mình đã nói về home meeting đó, là một cái buổi họp mặt ở nhà, và gia chủ phải đóng cái vai trò quan trọng và phải đóng cái vai trò trọn vẹn của mình. Cái người leader, cái người thuyết trình họ chỉ tới đó để họ truyền đạt thông tin, nhưng mà cái người cuối cùng vẫn là người chủ nhà. Mình bắt đầu bằng cách giới thiệu, mình chấm dứt bằng cách cảm ơn và kêu gọi hành động. Mình có thể nói rằng là các anh chị sẵn sàng bắt đầu thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này, vân vân ha. Và nếu ngày hôm đó đội nhóm chúng ta có người tới đó thì mọi người phải sẵn sàng hỗ trợ. Tức là khi chúng ta tới đó, chúng ta nên sẵn sàng hỗ trợ tất cả những người trong khách mời của bạn của mình ha. Và một lần nữa luôn luôn giữ cái thái độ tích cực. Khi mà những cái buổi hội thảo này xong rồi đó các chị, là cái người chủ gia đình đó, các chị hãy đừng quên gọi lại những người không có mặt, ok? Và khi các chị gọi những người không có mặt, tức là họ nói họ tới mà họ không có tới đó. À, hy vọng rằng cái chuyện này đối với các chị không có ngạc nhiên. Nếu mà có 10 người nói rằng tôi sẽ suy nghĩ lại, hay tôi sắp xếp rồi để tôi tới đó, thì nếu mà có 10 người thì may ra có 3 người sẽ có mặt thôi. Thế các chị đừng có thất vọng khi mà chỉ có 3 người có mặt. Nhưng mà các chị hãy gọi lại 7 người kia. Ngày hôm sau các chị phải gọi lại 7 người kia và các chị nói như sau. Nói tôi thành thật xin lỗi là tôi đã không làm tròn trách nhiệm ngày hôm qua. Thì người ta hỏi, ủa xin lỗi chuyện gì? Nói là ngày hôm qua là một cái buổi rất là quan trọng mà tôi lại không có giải thích cặn kẽ đủ, thành ra là vì lý do nào đó mà bạn không tới được. Thật là mình thành thật xin lỗi ha, thành thật xin lỗi. Nếu mà lần sau còn nữa thì mình sẽ gọi bạn, ok? Hoặc là cái điều thứ bảy là chúng ta gọi lại những người đã có mặt, tức là nhiều khi người ta tới đó nhưng mà lúc đó người ta chưa quyết định, thì mình cũng phải gọi lại những người có mặt tối hôm đó. Mình cảm ơn họ đã tới ngày hôm qua, và đồng thời mình hỏi họ là ngày hôm qua bạn tới đó, bạn nghe, bạn thấy thì bạn thích những cái điều nào. Và dựa trên những cái điều họ trả lời thì mình có thể đi sâu thêm, ok? Và mình luôn luôn trong những cái buổi home meeting đó, mình phải luôn luôn bày tỏ cái tính cách chuyên nghiệp của mình. Đó là mình phải tắt cái phone của mình. Tại vì nhiều khi đó, các anh chị biết không, là nhiều khi mình tới những cái buổi hội thảo đó, người diễn giả đang nói chuyện trên kia, người 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 speaker đó đang nói chuyện trên kia ở dưới này đó, nhiều khi là trong cái đội nhóm của mình đó, vì lý do này hay lý do đó mình cứ móc phone ra, mình nhắn tin, mình check Facebook, rồi nhiều khi mình bắt điện thoại nữa. Thực sự những người khách mời họ đâu có biết rằng là mình thế nào đâu. Mà nhiều khi họ thấy rằng là mình có cái thái độ như vậy thì họ nghĩ rằng là họ cũng có cái thái độ như vậy được. Thành ra là họ làm những cái âm, họ bắt phone, họ nhắn tin, rồi họ tạo những âm thanh mà làm cho cái người thuyết trình họ không có tập trung được. Và thêm vào nữa đó, đây là những cái chúng ta cần phải tránh này. Là tại vì khi chúng ta nói về home meeting đó, thì tức là làm ở nhà, mà làm ở nhà chúng ta có thức uống, có thức ăn, có khách mời tới. Và nhiều khi gia chủ là nhiệt tình quá, thấy một người nào tới là bắt đầu cái chạy đi tới, chạy lui để mà lấy nước, rồi lấy đồ ăn, rồi lấy chip, lấy trái cây, rồi mình cứ tiếp tục mình phục vụ như vậy. Thì thực sự khi mình làm như vậy thì tất cả mọi người đều bị chi phối. Còn nếu mà gia chủ khi mà chuyện bắt đầu rồi, gia chủ ngồi xuống cầm bút cầm viết, viết một cách chăm chú, lắng nghe một cách chăm chú, gật gù một cách nhiệt tình đó, thì những người khách mời của họ của mình họ cũng nhìn thấy vậy, họ bắt chước. Còn nếu mà các chị cứ chạy tới chạy lui, và đặc biệt là mình cứ bốc phone rồi để cái phone kêu đó, thì không được. Nghĩa là nếu mà chúng ta tổ chức những cái buổi này ở nhà đó, thì chúng ta phải làm sao đó mà giới hạn những cái âm thanh và những sự chi phối một cách tuyệt đối. Tức là có những đứa trẻ chẳng hạn, chúng ta phải bỏ chúng nó vào một cái phòng nào đó để chúng nó coi tivi hay cái gì đó chẳng hạn, đừng có để nó chạy tới chạy lui. Và chúng ta cần phải tập trung vào những cái chuyện đó cái gì á, tức là đừng có để cho người ta chạy tới chạy lui làm gây chi phối cho những người khác. Thành ra là khi mà chúng ta đã tổ chức những cái buổi này ở nhà thì chính bản thân mình phải chuẩn bị một cách chu đáo, nhà cửa phải gọn gàng, âm thanh ánh sáng phải đầy đủ, và đặc biệt là phải tìm cách để mà dẹp bớt những cái gì mà có thể có gây chi phối cho những người khác. Và cái gì đừng quên ha, là trong cái lúc mà giao lưu gặp gỡ đừng có quên giới thiệu và đề cao cái người thuyết trình của ngày hôm đó. Và thêm cái điều cuối cùng là chúng ta nên luôn luôn đúng giờ cái gì, tức là khi mà mình mời một người bạn tới nhà của mình nói là 8 giờ mình sẽ bắt đầu, cái chị nên bắt đầu bằng 8 giờ, và người nào đi trễ hãy để họ đi trễ, đừng có phạt người tới sớm, hãy phạt người đi trễ cái gì. Nhiều khi chúng ta có những người tới trễ là mình đi chờ chờ, và khi mình chờ như vậy thì một cách vô tình đó mình không có tôn trọng cái thời gian của những người đi trước. Thành ra là ngày hôm nay để một cách để nhìn lại thì các chị thấy đó là khi mà chúng ta nói về home meeting, là chúng ta nói về những cái buổi hội thảo ở nhà, và khi nào chúng ta làm cái này, chúng ta có thể làm cái này bất cứ lúc nào. Và đặc biệt là các chị cũng biết là bây giờ chúng ta có những cái sự kiện, thì khi những người bạn của mình trở về nhà đó thì chúng ta nên sắp xếp để có cái này ngay lập tức. Bằng cách nào họ có thể có cái này ngay lập tức? Bằng cách họ có một cái danh sách sẵn rồi của những người có tiềm năng, và chúng ta có thể học cái cách mời qua những cái mà cái câu mời mà ta sẽ hướng dẫn với các chị để mình có thể mời. Thành ra là khi một người đi sự kiện về đó, họ cần phải tổ chức những cái này. Ví dụ một người sự kiện về, các chị hãy hướng dẫn cho họ.
để họ có thể mời một người bạn nói anh Hưng, anh rất là quan tâm sức khỏe, ngày mai có một cái buổi nói chuyện về sức khỏe khá thú vị, mời anh chị ghé nhà để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Hoặc là anh Hưng, em đang có một cái dự án kinh doanh rất lớn và ngày mai đó em có một cái buổi chia sẻ thông tin, em muốn mời anh chị tới nhà để tìm hiểu thêm những thông tin này. Tức là có những cái cách mời thì ngày hôm nay không phải là lúc mà anh hướng dẫn cho các chị, nhưng mà các chị mời họ tới nhà để chúng ta làm chuyện này, và chúng ta có thể làm home meeting càng nhiều càng tốt. Và ở những cái buổi home meeting này đấy các chị, một lần nữa các chị phải giới hạn cái số lượng người tham dự. Đây là một cái buổi họp mặt và chia sẻ thông tin giữa người chủ và những người bạn, một vài ba người bạn, và cộng thêm một một hai người trong đội nhóm của mình. Hay nữa là cái này chúng ta làm, và chúng ta có thể làm một chục cái như vậy trong một thành phố. Và cái này khác với cái team bonding các chị ha, và hai cái hoàn toàn khác biệt nhau. Và chúng ta sẽ di chuyển như vậy. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ tập trung làm sao chúng ta có thể có nhiều cái buổi chia sẻ như vậy hơn ở khắp mọi nơi. Tức là chúng ta mời người một một vài người bạn về nhà, ngồi nói chuyện một cách rất là thân tình, chia sẻ lý do tại sao mình làm Nu Skin và những cái sản phẩm này có tác dụng như thế nào, và chính bản thân mình có cảm nghiệm như thế nào. Rồi mình giải thích cho họ cách kiếm tiền. Nếu các chị chưa biết cách thì các chị có thể dùng cái video mà tụi anh đã câu làm sẵn. Anh sẽ gửi cho các cái video, anh sẽ bỏ video lên YouTube. Thì sau khi chia sẻ video về cơ hội trải nghiệm sản phẩm thì các chị có thể làm một cái cho họ coi một cái video rất là ngắn khoảng 5 phút giải thích cái cách kiếm tiền từ cơ hội này. Rồi chúng ta có thể lên tiếng để mời gọi họ bắt đầu. Và khi họ bắt đầu như vậy thì các chị có thể có vé trong tay, các chị có thể mời họ đi sự kiện kế tiếp, hoặc là các chị có những cái hợp đồng đăng ký trong tay, các chị có thể đưa cho những người bạn đó để bắt đầu. Vậy thì chúng ta kết thúc cái phần gọi là home meeting bình thường và nhỏ. Nhưng mà hiện tại bây giờ có những cái buổi home meeting cũng là home meeting nhưng mà lớn hơn và quy mô hơn. Thì cái quy mô là sao? Thì các chị cứ tưởng tượng là chúng ta gộp lại 10 cái home meeting nhỏ ở khắp nơi thành một cái meeting lớn ở một nhà của ai đó trong nhóm mà chúng ta chọn lựa. Thay vì một người chủ nhà ha, một người chủ nhà chúng ta mời một vài ba người bạn tới, rồi mời một người nào trong leader của mình tới để chia sẻ cơ hội, thì bây giờ chúng ta sẽ gom hết tất cả những 5, 7, 10 nhà đó lại với nhau tới một nhà. Và cái chương trình chúng ta cũng y như vậy. Cái chương trình của chúng ta vẫn cái bao gồm cái phần mà đón khách, cũng vẫn phải giao lưu, mọi người phải chăm sóc và biết tới nhau. Rồi tới cái phần kế tiếp là cái phần bắt đầu và cách chia sẻ, rồi qua cái phần demo, rồi cũng tới cái phần kết thúc. Tức là cái tuần từ cái quy trình của một cái home meeting không thay đổi. Cái kích thước có thể thay đổi, tức là các chị làm ở một cái môi trường nhỏ 1 2 3 4 5 người tới nhà của mình, hoặc là chúng ta mời nhiều gia đình khác nhau, mời nhiều nhiều thành viên của các nhóm tới một cái nhà lớn hơn để mà tạo ra một cái khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Thì khi chúng ta làm như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng khác biệt, đó là chúng ta có nhiều người đi tham dự cái sự kiện đó hơn. Nghĩa là làm home meeting cái gì đơn giản ha, cái gì nhớ những cái bước đơn giản như sau. Tức là có sự chuẩn bị, cái gì có sự chuẩn bị về sản phẩm, cái gì có sự chuẩn bị về cái người thuyết trình, cái gì có chuẩn bị về cái môi trường, tức là cái nhà của mình đang ở, về âm thanh. Và cái gì phải làm bằng mọi cách để giảm những cái âm thanh mà có cái nguy cơ là gây chi phối cho cái người thuyết trình và người khách mời của mình. Thế nên là khi mà chúng ta làm những cái chuyện đó thì những cái buổi họp mặt ở nhà nó giống như là một cái buổi ăn tối ở nhà thôi. Mình mời một vài người bạn tới nhà ăn trưa, ăn tối, hay là có những cái buổi cuối tuần, rồi qua đó chúng ta giới thiệu những cái dòng sản phẩm và những cái cơ hội này. Nhưng mà khi mà chúng ta làm những cái này đấy các chị cũng nên chú ý điều sau. Tức là chúng ta làm sao để cho cái người bạn của mình không bị áp lực. Bằng cách nào? Bằng cách chúng ta nói với những người bạn là hey, mình mời bạn tới đây để tìm hiểu về sản phẩm, hoặc là mình mời bạn tới đây để tìm hiểu về những cái thông tin để kinh doanh, nhưng mà bạn có quyền chọn lựa có làm hay không. Mình muốn chia sẻ thông tin cho bạn và bạn là người hoàn toàn sẽ là người quyết định cái việc bạn làm hay không, hay là bạn có muốn trải nghiệm sản phẩm hay không. Nhưng mà mình rất là tôn trọng bạn, nên là mình muốn bạn tới để bạn biết, rồi sau đó bạn quyết định. Mình không có kêu người ta tới để bằng cách mình năn nỉ họ. Mình không kêu họ tới bằng cách là mình bắt buộc họ mua sản phẩm. Một cách rất là chuyên nghiệp, chúng ta một lần nữa chúng ta cho họ biết những cái thông tin của mình rồi để cho họ quyết định. Hay là bây giờ chúng ta kết thúc cái phần gọi là home meeting. Nhưng mà ở những cái thành phố khác nhau đó các chị. Những cái thành phố khác nhau, đặc biệt là bây giờ đội nhóm các chị đang phát triển khắp nơi đó. Các chị cần phải có những cái sự kiện khác tương tự như home meeting, nhưng mà chúng ta có thể tổ chức những cái gọi là home bonding, tức là chúng ta mời đội nhóm của mình, tới nhà ăn tối à, hoặc là cuối tuần. Và qua những cái sự kiện đó thì chúng ta có thể tới gần nhau hơn. Và ở những cái sự kiện này thì các chị có thể mời một vài người bạn tới nhà nữa, hay ngày mai nhà bạn của mình có tổ chức gọi là giao lưu, mình mời bạn tới chơi,
Và cái buổi này chỉ tới chơi là chính, nhưng mà không ai cấm cái gì bỏ sản phẩm trưng bày và cái gì ngồi đó, cái gì làm đẹp cho nhau hoặc là đo sức khỏe cho nhau. Nhưng mà cái gì nên nhớ ha, có những cái buổi đó là cơ hội và sản phẩm là chính, giao lưu là phụ. Nhưng mà ngược lại có những cái buổi cái gì nên có, đó là những cái buổi giao lưu là chính, sản phẩm và cơ hội là phụ. Thế là cái gì nên quyết định ở trong cái vùng mình ở đó, mình cần phải có những cái nào trước cái nào sau. Và để bắt đầu một cách đơn giản nhất đó, thì cái gì nên sắp xếp làm sao mà mỗi tuần có ít nhất là ba cái home meeting ở cái vùng cái gì đang ở, và cái gì hỗ trợ nhau. Home meeting không nhất thiết là mọi người phải tới cái gì ha. Home meeting là những cái buổi gặp gỡ rất là thân mật và số lượng người tham dự rất là ít. Lý do tại sao ít là tại vì mình có cơ hội để mà tiếp cận thân mật, đồng thời để giải quyết những cái khúc mắc của nhau ngay lúc đó cái gì ha. Và những cái buổi home bonding thì nó có thể lớn hơn, ở cái phạm vi lớn hơn, chúng ta có thể mời đội nhóm của mình tới đó để mà gọi là bonding. Và sau đó những cái sự kiện lớn hơn, càng ngày càng lớn hơn nữa, thì những cái chị mời họ đi tham dự những sự kiện của vùng, rồi cái gì mời họ đi tham dự những cái sự kiện lớn hơn của vươn tới vì sao, hoặc là đi TEU về công ty, hoặc là những cái buổi fly ở khắp nơi. Hay là từng bước một, cái chị có thể làm những cái bước này. Nhưng mà cái bước dễ nhất và có thể dễ nhân rộng nhất đó là những cái home meeting cái chị. Thành ra là anh mong rằng cái gì coi những cái tài liệu đơn giản này để chúng ta áp dụng, và cái gì có thể linh động trong công việc này, đừng cứng nhắc cái gì ha, đừng có cứng nhắc quá bởi những cái khuôn khổ. Cái chỉ nhớ những cái chuyện này để cái gì có thể bắt đầu làm thôi, và cái gì có thể linh động, tại vì cái mục tiêu cuối cùng á, là làm sao để có kết quả. Và làm sao để có kết quả là bằng cách chúng ta đạt được cái mục tiêu ban đầu của mình, đó là chúng ta giới thiệu sản phẩm, xin lỗi, đó là chúng ta giới thiệu về công ty, chúng ta giới thiệu về sản phẩm, chúng ta giới thiệu về cách kiếm tiền, đó là về cơ hội cái gì ha. Thành ra là khi chúng ta nhớ những cái bước này rồi đó thì chúng ta có thể làm. Thành ra là giới thiệu về công ty, giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu về chính sách trả thưởng và giới thiệu về cơ hội, thì đó là cái mục tiêu của mình cho những người bạn của mình họ có thể biết. Và khi người bạn của mình biết về công ty, người bạn của mình biết về sản phẩm, người bạn của mình chỉ biết về chính sách trả thưởng, và người bạn nghe về cái cơ hội này, thì người bạn của mình là người sẽ quyết định đây có phải là việc của họ hay không. Và nếu họ quyết định đây không là không đó, thì chúng ta cũng đừng buồn cái gì, tại vì không phải việc nào cũng phù hợp cho tất cả mọi người. Và cái gì luôn nhớ, để đạt được cái kết quả cao đó, đừng có mời một người và hy vọng người đó sẽ tới, và đừng có mời hai người hy vọng là hai người sẽ tới. Chúng ta sẽ mời ít nhất là 10 người và hy vọng là ba hay bốn người sẽ tới, ok? Và đó là cái cách chúng ta làm việc cái gì, mà chúng ta làm đều đặn để mỗi ngày chúng ta giỏi hơn. Và các chị nên có những cái buổi, trong những cái buổi home meeting và home bonding đấy các chị, sản phẩm quan trọng, tại vì đây là lúc mà những người khách mời của mình có cơ hội để trải nghiệm sản phẩm. Thế là các chị hãy cho họ trải nghiệm càng nhiều sản phẩm càng tốt ha. Và để làm được chuyện đó thì dĩ nhiên là các chị cũng cần phải có kiến thức về sản phẩm. Vậy thì các chị hãy học về sản phẩm và demo nhiều cho chính bản thân mình, để cho mình làm đẹp của mình, rồi sau đó mình làm cho những người khác. Mến chúc các chị có những cái buổi home meeting thật là thành công, vui vẻ và đạt nhiều kết quả và có thể nhân rộng ở khắp nơi. Ok, xin cảm ơn các chị. Và nếu anh chị em nào mà có những ý kiến đóng góp hay là những câu hỏi thì các chị có thể liên lạc trực tiếp với anh. Địa chỉ email của anh là newskin.nguyen@gmail.com, hoặc là các chị có thể nhắn tin cho anh ở số điện thoại 803 445 4000, 803 445 4000. Ok, cảm ơn các chị và